hải quan nước Mỹ từng thu giữ một lô xe đạp không có giấy tờ thông quan hợp lệ. Sau một thời gian lưu giữ, họ quyết định mở buổi bán đấu giá từng chiếc để thanh lý. Trong buổi đấu giá đó, có một cậu bé khoảng 10 tuổi. Cậu luôn là người ra giá đầu tiên với số tiền là 5 đô la. Tuy nhiên, lần nào cậu cũng đều phải thất vọng ngước nhìn người khác mang chiếc xe đạp đi với giá 30 đến 40 đô. Khi buổi bán đấu giá tạm dừng để mọi người nghỉ ngơi, một người tham gia đấu giá hỏi cậu bé: "Sao cháu không ra giá cao hơn? 5 đô thì không mua được chiếc xe đạp nào đâu." Cậu bé ngập ngừng nói: Nhưng mà cháu chỉ có 5 đô thôi ạ." Buổi đấu giá lại tiếp tục được tiến hành. Cậu bé vẫn là người ra giá đầu tiên, 5 đô. Đương nhiên là có người khác trả giá cao hơn. Chính điều này đã khiến đám đông càng lúc càng chú ý tới cậu bé. Họ bắt đầu cảm thấy bị thu hút bởi cách ra giá của cậu. Khi buổi đấu giá gần kết thúc và chỉ còn lại một chiếc xe đạp tốt nhất, thân xe sáng loáng như mới, có trang bị hộp thay đổi tốc độ số, đồng hồ đo tốc độ, đèn chiếu sáng, quả thật là một chiếc xe đáng mơ ước. Nhân viên bán đấu giá hỏi: "Có ai ra giá không?" Cậu bé đứng ở trên cùng, lúc này gần như hết hy vọng, nhưng những giơ tay đưa tấm thẻ đấu giá của mình lên, kiên trì ra giá 5 đô. Lúc này cả hội trường đấu giá bỗng nhiên trở nên yên lặng. Mọi người đều hướng mắt về phía cậu bé, không ai lên tiếng, không ai giơ tay, cũng không một ai ra giá. Sau khi hỏi 3 lượt, "Có ai trả giá cao hơn không?" cả hội trường vẫn im lặng. Nhân viên bán đấu giá hô lớn: "Chiếc xe đạp này sẽ bán cho cậu bé mặc quần short trắng đi giày thể thao này." Vừa nói xong, toàn hội trường đều vỗ tay. Cậu bé vui mừng giơ lên tờ 5 đô nhào nát cũ kỹ đã mua được chiếc xe đạp. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiếc xe đẹp nhất trên đời này đối với cậu. Khuôn mặt cậu bé rạng rỡ một nụ cười tươi tắn hạnh phúc chưa từng thấy. Trong cuộc sống này, chúng ta vì cái gọi là mục tiêu và lý tưởng mà luôn phấn đấu, sợ chính mình bị rớt lại nên phải luôn cạnh tranh với người khác. Chính vì điều này mà bản thân luôn cảm thấy thể xác và tinh thần mình mệt mỏi. Thế nhưng, nếu có thể tạm thời buông bỏ tâm niệm truy cầu theo đuổi của chính mình, chịu để người khác thắng mà bỏ cuộc một lần, bạn sẽ phát hiện rằng thành tựu của người khác chính là thành tựu của bản thân mình. Niềm vui của người khác lại khiến chính mình hạnh phúc. Đó là một loại cảm giác mà bao lâu bạn đã cố tạo dựng nhưng lại không hề có được.